Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ Diều Hâu của Trung Quốc bị Pháp dạy cho một bài học. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã triệu mời Đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã để phản đối một loạt bình luận gây tranh cãi của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp về dịch viêm phổi Vũ Hán. Thông cáo của Bộ Ngoại giao công bố vào tối thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020 chỉ tiết lộ thông tin chính ở những dòng cuối mà thôi. Đây là hình ảnh thông cáo của Ngoại trưởng James Pháp đăng công bố vào thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020 tuyên bố như sau trong một đoạn cuối. Tôi đã cho ông Đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã biết một cách rõ ràng là tôi không chấp nhận một số bình luận gần đây, một số quan điểm công khai của các đại diện Sứ quán Trung Quốc. Ngoại trưởng Pháp James lên tiếng phản đối việc đăng tải một loạt những bài viết nặc danh mang tính xuyên tạc trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Thông cáo có đoạn viết như sau. Một số quan điểm công khai mới đây của các đại diện Trung Quốc tại Pháp không phù hợp với tính chất mối quan hệ song phương giữa hai nước. Một cách nói lịch sự để cho rằng đây là quan điểm cá nhân của một số đại diện Trung Quốc nhằm không làm mất mặt Bắc Kinh. Theo tờ báo Pháp Le Monde, ông Lư Sa Dã, đại sứ Trung Quốc tại Pháp đã được triệu mời vào buổi sáng. Do tình hình phong tỏa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, ngôn từ ngoại giao triệu mời được thể hiện qua việc đại diện Bộ Ngoại giao Pháp gọi điện chất vấn. Cụ thể là ông Lô đã bị Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Pháp Francos chất vấn qua điện thoại và bày tỏ thái độ phản đối trực tiếp với đại sứ Trung Quốc. Việc đại sứ Trung Quốc tại Paris được Bộ Ngoại giao Pháp triệu mời để phản đối về những tuyên bố vô căn cứ được coi là một sự kiện khá hiếm hoi diễn ra tại nước Pháp. Và cũng theo hãng tin AFP, những tuần gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã tiến hành chiến dịch công khai nhằm khoe khoang thành công của Trung Quốc trong việc chế ngự dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong khi chỉ trích công tác phòng chống dịch của các nước phương Tây. Đây là hình ảnh bài đăng trả lại những sự thật bị bóp méo, quan sát của một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Paris trên trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Mới đây, ngày 12 tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc đã đăng trên trang web của họ một bài viết dài có tiêu đề trả lại sự thật bị bóp méo, quan sát của một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Paris. Trong bài viết, nhà ngoại giao Trung Quốc này không được nêu tên trong bài viết, đã kịch liệt chỉ trích các nước phương Tây và phản ứng chậm chạp với sự bùng phát của dịch bằng những từ ngữ thô bạo dường như nằm trả đũa cho người Mỹ và người châu Âu đã phê phán Trung Quốc về việc xử lý dịch bệnh. Đặc biệt, người này còn viết như sau, những người cao tuổi ở các viện dưỡng lão bị yêu cầu ký xác nhận không muốn chữa trị khẩn cấp. Nhân viên không thực hiện chức trách đồng loạt bỏ vị trí để mặc cho những người già chết vì đói và bệnh tật. Tuy không nói ở nước nào, nhưng đây là từ viết tắt của cơ sở lưu trú cho người cao tuổi không thể tự sinh hoạt độc lập được của Pháp, tức viện dưỡng lão ở Pháp. Tờ báo Le Monde sau khi kiểm tra cho biết nguồn tin được Đại sứ quán Trung Quốc lấy từ một bài báo trên tờ West France, nhưng bài báo này đề cập đến tình trạng ở Tây Ban Nha mà thôi. Và không chỉ công kích nhân viên y tế Pháp, bài viết của nhà ngoại giao Trung Quốc giấu tên còn chĩa mũi dùi vào nhiều đối tượng khác như các chính trị gia, các nhà báo của Pháp. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros tại trụ sở Geneva vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Bài viết của Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp có đoạn, ở phương Tây, chúng tôi đã chứng kiến các chính trị gia tự làm hỏng mình để thu thập phiếu bầu, khuyến khích miễn dịch cộng đồng, bởi vậy mà bỏ mặc cho công dân của họ một mình đối mặt với cuộc thảm sát của virus. Tác giả còn viết thêm, Tổ chức Y tế Thế giới đã bị các nước phương Tây hạch tội, một số còn tấn công trực diện vào Tổng Giám đốc Tedros. Chính quyền Đài Loan với sự ủng hộ của 80 nghị sĩ Pháp đồng ký tên vào một tuyên bố, thậm chí còn dùng từ tên da đen lọ nồi để chỉ ông. Tôi không hiểu nổi những gì đã diễn ra trong đầu tất cả những đại biểu Pháp này. Nhưng vấn đề, sự thật không phải là như Trung Quốc đã vu cáo. Theo dẫn chứng của hãng truyền thông AFP, trang diễn đàn của tuần báo Người Quan Sát có đăng nguyên văn bức thư này vào ngày 31 tháng 3. Trong đó, các dân biểu Pháp và Đài Loan than phiền là họ cho đến nay Đài Loan vẫn bị Tổ chức Y tế Thế giới khai trừ, nhưng hoàn toàn không có một lời nào lăng mạ Tổng Giám đốc người Ethiopia, thậm chí không hề nhắc đến ông ta. Người ta tìm đỏ cả mắt chẳng thấy chữ tên da đen ở đâu cả.
Bài viết trên còn tấn công vào một số hãng tin phương Tây khi nói một số hãng tin chỉ chăm chăm vào việc công kích Trung Quốc thay vì đưa tin về cuộc khủng hoảng y tế ở nước của họ. Trước bài viết mang tính đả kích trên, Ngoại trưởng Pháp đã nhấn mạnh rằng không có chỗ cho khẩu chiến trong một bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông đã thể hiện rõ sự phủ nhận trước thông tin bài viết nọ với đại sứ Lô Sa Dã, khẳng định rằng Pháp và các nước châu Âu khác cần phải theo đuổi sự đoàn kết đồng lòng và hợp tác quốc tế. Và bài viết sai sự thật một cách trắng trợn này của Tòa đại sứ quán Trung Quốc đã châm ngòi giận dữ trong giới chính trị của Pháp. Nhiều chính trị gia đã phẫn nộ viết trên trang tweet đòi hỏi nhà nước Pháp phải có phản ứng chính thức. Bộ Ngoại giao Pháp đứng trước thế lưỡng nan bởi những ràng buộc khác nhau với Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành và họ đã có những bước đi, đó là triệu tập ông đại sứ Trung Quốc để gọi điện và trao đổi và thể hiện sự phản đối. Đây là hình ảnh khẩu trang y tế là một trong những mặt hàng khan hiếm trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong ảnh biển ghi hết khẩu trang và nước sát trùng tại một hiệu thuốc ở Pháp ngày 4 tháng 3 năm 2020. Nếu công khai phản đối, sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc mua hàng tỷ khẩu trang của Trung Quốc mà Pháp đang hết sức cần. Vai trò của Bắc Kinh cũng mang tính quyết định trong vấn đề lớn khác đối với Paris, đó là xóa hoặc giảm một phần nợ cho các nước châu Phi. Vấn đề này được thảo luận nhiều lần trong các cuộc họp tại văn phòng của Ngoại trưởng James. Tuy nhiên, cũng không thể để yên cho Đại sứ quán Trung Quốc tự tung tự tác được. Và việc trang web của một cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc nhưng lại đầy những bài viết hung hăng, độc hại, bất chấp sự thật nhằm trốn tránh trách nhiệm của Bắc Kinh để xảy ra đại dịch là một việc không thể chấp nhận được tại một nước Pháp luôn hỗ trợ và nỗ lực vận động cho tinh thần bác ái và hợp tác quốc tế. Chuyên gia Antonio, Quỹ nghiên cứu chiến lược khi trả lời phỏng vấn trên trang Antico vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 nhận định bài viết của Đại sứ quán Trung Quốc ngày 12 tháng 4 là một việc làm đáng xấu hổ. Ông kể ra như sau: họ loan tin đồn, bóp méo thông tin, sỉ nhục tất cả những từ nghị sĩ, nhà báo cho đến các nhà nghiên cứu. Đây không phải là lần đầu tiên. Cách đây vài tuần, tài khoản tweet của Đại sứ quán Trung Quốc còn link một bài khẳng định đài BFM và truyền thông phát xít tuyên truyền cho tính thượng đẳng da trắng. Nhưng bài viết lần này đã vượt qua một cái ngưỡng đáng ngại, từ những sự kiện tưởng tượng ở viện dưỡng lão, những tuyên bố virus chỉ tấn công người da vàng được sáng tác và gắn vào miệng các nhà lãnh đạo Âu và Mỹ, cho đến những từ ngữ kỳ thị chủng tộc tự họ đặt ra, nếu không phản ứng coi như khuyến khích Trung Quốc tiếp tục chính sách bôi nhọ công khai. Cũng qua những thông tin này, ông Lô Sa Dã không phải là nhà ngoại giao duy nhất của Trung Quốc thích bóp méo sự kiện. Đây là hình ảnh ông Lô Sa Dã, đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ảnh chụp vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 khi ông còn là đại sứ Trung Quốc tại Canada. Trước khi đến Pháp vào mùa hè năm 2019, cho nhiệm kỳ đại sứ mới, Lô Sa Dã đã nổi tiếng là diều hâu khi làm đại sứ tại Canada. Paris từng phàn nàn về một số tuyên bố sai lạc của ông ta liên quan đến Huawei. Từ đó đến nay, ông Lô Sa Dã thường xuyên đăng bài dưới tựa đề quan sát của một nhà ngoại giao Trung Quốc đương chức ở Paris. Tuy nhiên, Lô Sa Dã chỉ là một trong những chiến binh sói, sản phẩm ngoại giao chính được hình thành dưới nhiệm kỳ của Tập Cận Bình. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 đã đăng bài viết có tựa đề Trung Quốc muốn các nhà ngoại giao có tinh thần chiến đấu cao hơn. Bài viết nhận xét sự trỗi dậy của các chiến binh sói cho thấy đường lối ngày càng hung hăng để quảng bá chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu. Tờ báo cho rằng việc này có thể gây tổn hại cho hình ảnh Trung Quốc nhưng lại có lợi cho các chiến binh vì họ sẽ được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Một thời gian ngắn trước khi được thăng chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao vào năm ngoái, bà Hoa Xuân Ánh từng than phiền các nhà ngoại giao Trung Quốc rằng thiếu tinh thần chiến đấu. Trong việc tiếp xúc và các luận tiếp luận điệu của Trung Quốc ở các nơi trên thế giới, bà Hoa Xuân Ánh nhìn nhận rằng Trung Quốc vất vả khi phổ biến thông điệp của mình trong lúc sự kình địch với Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc hơn và tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đang bị giám sát. Nhưng đối với Hoa Xuân Ánh, người vừa hoàn tất một khóa huấn luyện về chính sách đối nội và đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Trường Đảng Trung ương, lỗi một phần ở việc ngồi yên không hành động của các nhà ngoại giao là có. Đó có lẽ là lý do mà từ một năm qua các nhà quan sát đã ghi nhận hiện tượng những nhà ngoại giao Trung Quốc trên toàn thế giới đổ xô
vào các mạng xã hội như Tweet, vốn bị cấm đoán ở Hoa Lục, để quảng bá các quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau bài diễn văn bế mạc Đại hội 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017, đánh dấu việc trở thành một lãnh đạo có uy lực, độc tôn tại Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng hiện tượng những chiến binh sói xung trận đánh dấu một sự thay đổi trong quan hệ của Bắc Kinh với thế giới. Quyền lực tập trung trong tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến những tiếng nói ôn hòa bị gạt ra ngoài, theo mô tả của giáo sư Triệu Thông. Thay vào đó là một chu trình tự củng cố giữa một nhà lãnh đạo tự đắc và các cố vấn chính sách quyết đoán. Giáo sư Triệu Thông cảnh báo, các nhà ngoại giao cấp cao cần biết rằng họ sẽ phá hủy hình ảnh trên đường quốc tế của Trung Quốc. Và tương tự, chuyên gia Bàng Trung Anh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã nhấn mạnh như sau. Những chiến binh sói này đang đi ngược lại nguyên tắc ngoại giao, không có lợi cho Trung Quốc, không giúp Bắc Kinh có được bạn bè trên thế giới. Ông bày tỏ sự thất vọng khi các nhà ngoại giao này đặt sự nghiệp cá nhân lên trên, gây tổn hại nghiêm trọng cho hình ảnh Trung Quốc trên toàn cầu. Và chuyên gia Bonja đã đề xuất Pháp nên theo đuổi sáng kiến của Quốc hội Mỹ vào năm 2000 khi thành lập một ủy ban phụ trách việc xem xét quan hệ kinh tế và an ninh với Trung Quốc. Các nhà báo và nhân nghiên cứu cũng cần đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày và lên án thái độ ngang ngược của Bắc Kinh. Ông kết luận như sau, hợp tác với Trung Quốc là cần thiết, nhưng phải bảo vệ các nguyên tắc của mình, tỏ rõ những bất đồng, tố cáo, những tuyên bố quá khích, hoặc đặc biệt là từ miệng các nhà ngoại giao Trung Quốc trên đất Pháp. Sau những đòn ngoại giao và thương mại liên tiếp từ Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đòn ngoại giao đầu tiên của Pháp vì sự dối trá không biên giới của họ. Và dù là nền kinh tế thứ hai của thế giới với những vòi bạch tuộc vươn dài khắp năm châu, nhưng nếu giới cầm quyền Trung Quốc còn tiếp tục theo đuổi những hành động đáng xấu hổ với thái độ ngang ngược, thì cả thế giới văn minh sẽ liên kết để quay lưng với nước này. Và ngay cả Việt Nam, nơi có bài học rất cay đắng khi để nền kinh tế quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây là lúc nhà cầm quyền tại Hà Nội cần vạch lại chiến lược phát triển cho đất nước với gần 100 triệu dân của mình. Nhưng muốn đa phương hóa và kết thân trở thành bạn bè và đồng minh với các nước, nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì Việt Nam cũng cần phải thay đổi thể chế sang một nền dân chủ thực sự với bầu cử tự do, đa nguyên, đa đảng để người dân được tự do lựa chọn ra những gương mặt đại diện cho mình và lãnh đạo đất nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.